chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Đẹp Đăng Dương. Chúc anh chị và các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Tôi là Đăng Dương, chuyên viên tư vấn mua bán bất động sản tại thành phố Hải Phòng. Đây là video phần 2 của series toàn cảnh đại lộ Đông Tây thành phố Hải Phòng, hay còn gọi là đường Quân Banh. Trong phần 1 của series này thì Dương đã giới thiệu với mọi người một lửa của con đường Quân Banh, tức là đoạn từ nút giao thông ra với đường 10 cho tới chân cầu Liệm 2. Còn trong phần 2 của video này, Dương sẽ giới thiệu với mọi người đoạn đường còn lại, tức là từ chân cầu Liệm 2 cho tới điểm kết thúc tại phường Nam Hải, quận Hải An. Nếu như bạn nào chưa xem phần 1 của series này thì có thể click ngay xuống đường link nằm bên dưới phần mô tả. Còn bạn nào mà đã xem phần 1 của video này mà không xem phần 2 của series thì chắc chắn các bạn sẽ không thể hiểu hết được về con đường Quân Banh. Bởi vì có tới 70% quan trọng về con đường Quân Banh thì Dương đều đặt hết ở trong phần 2 của series này. Không để mọi người phải chờ lâu nữa, bây giờ thì Dương mời mọi người đi tham quan một lửa còn lại của đường Quân Banh. Video phần 1 của series toàn cảnh đại lộ Đông Tây Bắc Sơn Nam Hải thì Dương đã dừng lại ở hình ảnh cây cầu Liệm 2. Vì vậy thì phần 2 chúng ta cũng sẽ bắt đầu tại chính cây cầu này. Thì cầu Liệm 2 có tổng chiều dài cầu và đường dẫn là 543m. Cầu được thiết kế bằng bê tông cốt thép với chiều rộng khổ là 30m và được chia làm hai phần đường riêng biệt với khoảng cách giữa hai phần này là 2m. Và mặc dù chỉ cách nhau một cây cầu thôi, nhưng mà khi chúng ta di chuyển từ phường Đồng Hòa, quận Kiến An sang khu vực phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân thì chúng ta sẽ nhận thấy một cái sự khác biệt mà ngày càng rõ rệt. Dương sẽ nói một chút về lịch sử tên của con đường này, con đường Quân Banh ấy. Thì nó có hai cái tên. Tên thứ nhất là Đại lộ Đông Tây Bắc Sơn Lâm Hải. Thì cái tên này xuất phát từ việc con đường bắt đầu từ phía tây của thành phố Hải Phòng là xã Bắc Sơn, huyện An Dương và kết thúc ở phường Lam Hải, quận Hải An, cũng là phía đông của thành phố. Do đó thì con đường mới có tên là Đại lộ Đông Tây Bắc Sơn Lam Hải. Còn tên thứ hai là tên thường xuyên được sử dụng, đặc biệt là các nhà đầu tư, các bạn sale bất động sản thì hay gọi là đường Quân Banh. Thì con đường này được sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới nên nó mới có tên đường là đường Quân Banh. Phía góc trái màn hình của mọi người chính là trụ sở mới của Cục Thuế Hải Phòng, và ngay bên cạnh đó thì là khu tái định cư Tam Kỳ, một trong những điểm nóng của bất động sản đất nền Hải Phòng trong hai quý đầu năm 2019. Cho tới thời điểm hiện tại thì đoạn đường từ chân cầu Liệm 2 tới Bùng Binh giữa Võ Nguyên Giáp và đường Quân Banh vẫn là đoạn đường đẹp nhất của đường Quân Banh, với lý do đây là đoạn đường duy nhất đã hoàn thiện gần như 100%, đồng thời lại là đoạn đường đi qua những dự án bất động sản lớn của Hải Phòng như làng Việt Kiều này, ở Vinhome Marina này, rồi đô thị Waterfront City. Và sắp tới thì mọi người sẽ hiện ra một cái đây, trước mắt mọi người đây chính là bệnh viện Vinmec, thì nằm ngay mặt đường Quân Banh. Còn phía sau Vinmec thì là đại đô thị Vinhome Marina đang tấp lập với không khí xây dựng. Còn Bùng Binh mà sắp hiện ra trước mắt mọi người ấy, theo Dương thì cái Bùng Binh này có một cái ý nghĩa rất đặc biệt đối với con đường Quân Banh. Vì nếu mà mọi phương tiện đi từ phía tây thành phố, tức là từ phía đường 10 khi di chuyển tới đây thì sẽ có 3 sự lựa chọn. Nếu rẽ phải thì chúng ta sẽ di chuyển về phía nam thành phố, có các quận Dương Kinh và Đồ Sơn và có thể kết nối được cả với đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Còn nếu rẽ trái thì chúng ta sẽ theo đường Hồ Sen Cầu Giấu 2 di chuyển vào vùng lõi trung tâm thành phố, sau đó thì qua cầu Hoàng Văn Thụ tới phía bắc thành phố, nơi sẽ có khu đô thị mới Bắc Sông Cấm. Đây, Bùng Binh đã hiện ra trước mắt mọi người đây rồi. Còn đi thẳng Bùng Binh này sẽ tới đâu thì mời mọi người hãy cùng Dương tiếp tục khám phá trong video này. Và Dương cũng được biết là 3 trong 4 góc của Bùng Binh này đều đã có kế hoạch xây dựng building rồi. Trong đó thì một góc là của Vingroup nằm ngay cạnh bệnh viện Vinmec, một góc là của dự án Waterfront City, còn một góc hiện giờ như mọi người đang nhìn thấy trước mắt bên tay phải kia chính là tòa tháp đôi khách sạn 5 sao Lico của tập đoàn Chuo Nhật Bản. Góc phần tư cuối cùng là khu tưởng niệm liệt sĩ quận Lê Chân thì vẫn đang là một ẩn số. Tuy nhiên thì chỉ cần 3 trong 4 góc này mọc lên thôi, những cái tòa nhà cao tầng ở đây ấy, thì ở phường Vĩnh Niệm ấy, sẽ càng khẳng định được cái vị thế là một trong những vị trí trung tâm mới của thành phố Hải Phòng. Ở đoạn đường này thì chúng ta thấy rằng có rất là nhiều nhà nằm ngay bên cạnh đường Quân Banh. Những căn nhà này thì thuộc dự án Waterfront City và có thể sắp tới thì nó cũng sẽ đẹp không kém các căn shophouse ở mặt đường Bạch Đằng của dự án Vinhome Imperia bây giờ.
Đường Quân Banh thì có chiều dài là 20 km, đi qua các huyện An Dương, Kiến An, Lê Chân và Hải An. Đoạn đường rộng nhất thì tới 50 m thì ở phía đi qua quận Lê Chân, Kiến An và Hải An với 4 làn đường, 3 giải phân cách cứng. Trong phần 1 thì Dương mới chỉ giới thiệu với mọi người sơ qua về con đường này và cũng chưa có đưa ra những cái thông tin, ví dụ như những cái câu hỏi liên quan tới con đường này mà rất là nhiều người thắc mắc. Thì ở trong video phần 2 này, Dương sẽ vừa đưa ra những câu hỏi và vừa trả lời những cái thông tin mà liên quan tới con đường này. Và tất nhiên, như mọi khi, các câu trả lời của Dương thì đều dựa trên quan điểm cá nhân, không đại diện và cũng không xâm phạm uy tín của bất kỳ một tổ chức nào cả. Đoạn đường này thì là từ khu Bùng Binh chạy tới chân cầu Giào 2, và hiện tại ở đây thì vẫn còn đang thi công cái phần lèn đường vẫn còn chưa xong. Thì câu hỏi thứ nhất mà Dương muốn đưa ra ấy là liệu đoạn đường Quân Banh đi qua quận Lê Chân có kịp thông xe vào tháng 6 năm 2019 như dự kiến ban đầu hay không. Thì như mọi người thấy ấy, với cái hiện trạng và tiến độ xây dựng như thế này thì chắc chắn là trong tháng 6 năm 2019 thì sẽ không thể kịp thông xe cái đoạn đường mà đi qua quận Lê Chân được. Vì còn một số đoạn chưa giải tỏa và đang thi công nên Dương nghĩ thì ít nhất cũng phải trong năm nay, hết năm nay thì mới thông xe được. Ở đoạn đi qua cầu Giào 1 thì đường Quân Banh được thiết kế thành dạng hầm chui với chiều dài khoảng 15m phía dưới gầm cầu. Riêng với cầu Giào 1 thì thành phố cũng đã có chủ trương sẽ phá bỏ để xây dựng một cây cầu mới nhằm mở rộng lưu lượng giao thông cho cây cầu này, cũng như là tạo cái sự thuận lợi trong việc di chuyển từ phía nam thành phố thông qua con đường Phạm Văn Đồng vào khu vực trung tâm thông qua đường Bạch Chay. Và Dương đã có một video nói về việc phá bỏ cầu Giào 1 với tiêu đề là phá bỏ cầu Giào 1 đảo chiều giao thông, Hải Phòng đang âm mưu điều gì. Mọi người đừng đọc tiêu đề mà vội đánh giá nội dung tiêu cực của video này nhé, vì đó chỉ là cách mà Dương muốn có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận với mọi người mà thôi. Và bên trái của cầu Giào hiện giờ thì là bến xe cầu Giào thì cũng đã từng có kế hoạch di rời đi. Tuy nhiên thì Dương chưa biết là khi nào thì thành phố mới thực hiện kế hoạch đó. Còn đối diện với bến xe cầu Giào thì cũng là một vị trí rất đẹp, hiện đang là một công ty vật liệu xây dựng, và cả hai vị trí này chắc chắn sau này sẽ được một tập đoàn nào đấy mua lại và biến nó thành một có thể là một cái dự án bất động sản nào đó. Và câu hỏi thứ hai mà Dương muốn đề cập tới trong video này đó là tầm quan trọng của đường Quân Banh như thế nào. Câu hỏi này thì chắc chắn là nhiều người cũng đã biết được, và bản thân Dương thì cũng đã trả lời trong phần 1 của series này. Tuy nhiên thì Dương sẽ nhắc lại với mọi người về cái tầm quan trọng của đường Quân Banh. Thì đường Quân Banh sẽ giảm áp lực giao thông đi qua trung tâm thành phố cũng như các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Lạch Tray, Cầu Đất. Và đường Quân Banh thì sẽ kết nối giao thông giữa đường 10, kết nối các khu công nghiệp phía tây thành phố với các cảng biển của Hải Phòng hiện nay, vì nền kinh tế của Hải Phòng là phụ thuộc chính vào các khu công nghiệp và cảng biển. Ở cuối video này thì mọi người cũng sẽ được nhìn thấy con đường Quân Banh sẽ di chuyển tới gần các cảng biển của Hải Phòng như thế nào. Đồng thời thì với việc kết nối giữa đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng và trung tâm thành phố thông qua tuyến đường Hồ Sen Cầu Giào 2 thì đường Quân Banh cũng mang lại một cái sự thuận lợi cho việc giao thông, ngoài việc các khu công nghiệp thì cũng thuận lợi cho các người dân Hải Phòng di chuyển khi mà ra vào từ phía Bắc cho tới phía Nam thành phố. Tới câu hỏi thứ ba, và Dương tin rằng câu hỏi này thì sẽ là câu hỏi mà các bạn CEO bất động sản, các nhà đầu tư bất động sản sẽ quan tâm nhiều nhất. Đó là dưới góc nhìn của các nhà đầu tư hay các CEO bất động sản thì chúng ta có thể tạo ra những nguồn lợi gì từ con đường này. Thì như mọi người đều biết, hiện tại điểm nóng nhất của đường Quân Banh chính là đoạn đường ngắn từ chân cầu Liệm 2 đi qua tái định cư Đập Tam Kỳ tới bệnh viện Vinmec, hai tòa tháp đôi Chuo ở phía chân cầu Giào 2. Và giá đất nền mặt đường Quân Banh đoạn này hiện đang dao động từ 40 cho đến 50 triệu một mét vuông. Và đã không ít nhà đầu tư cũng như các bạn sale đã có những cái thành công trong việc kinh doanh bất động sản liên quan đến đoạn đường này. Tuy nhiên ấy, có một cơ hội mà ít người còn để ý tới là xuyên suốt 20 km đường Quân Banh
thì còn rất nhiều khu dân cư, rất nhiều khu đất trống mà con đường này đi qua. Ở đoạn đường này thì là một cái nút giao giữa đường Quân Banh, đường Ngô Gia Tự và đường Lê Hồng Phong. Đó. Thì ở thời điểm hiện tại thì có nhiều đoạn đường chưa thông, thì chắc chắn giá bất động sản ở những đoạn đường đó sẽ có chưa có nhiều biến động. Và nếu con đường thông thì sẽ có nhu cầu về chỗ ở cho những người có công việc và nơi ở nằm ở hai đầu của con đường Quân Banh. Đầu thứ nhất là bên phía An Dương này, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Thái Bình. Phía còn lại thì sẽ là đầu của khu công nghiệp Đình Vũ, khu công nghiệp VinFast ở Cát Hải. Đó là một cái cơ hội đầu tư tốt. Tuy nhiên thì cơ hội đầu tư tốt thường đi kèm những rủi ro. Vậy thì có những rủi ro gì khi đầu tư đất nền xung quanh con đường Quân Banh này? Tất nhiên rủi ro đầu tiên chính là tiến độ thi công của con đường này, hay thời gian mà con đường Quân Banh này chính thức đi vào thông tuyến. Thực sự thì bản thân Dương không thể nắm được thời gian chính xác là khi nào. Và trong lịch sử thì con đường này cũng đã lỡ hẹn hoàn thành tới 3 lần rồi. Tuy nhiên trên phương diện cá nhân đã thực tế đi khảo sát toàn bộ con đường này từ điểm đầu tiên cho đến điểm kết thúc, thì Dương thấy ở các đoạn đường khác nhau thì ban quản lý dự án thì họ vẫn đang âm thầm hoạt động từng phần một, máy móc vẫn hoạt động đó. Còn nếu mà xét trên góc độ phát triển của thành phố hiện nay, đặc biệt là thông tin có thêm nhiều tập đoàn lớn sẽ dịch chuyển nhà máy về Việt Nam cũng như Hải Phòng do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung, hay còn gọi là làn sóng Trung Quốc cộng 1 ấy, thì Dương nghĩ con đường Quân Banh sẽ được thông xe ít nhất là đoạn từ đường 10 tới quận Lê Chân trong năm 2019 này, trong năm nay. Như vậy rủi ro đầu tiên chính là thời gian con đường đi vào hoạt động. Còn rủi ro thứ hai thì vẫn luôn là yếu tố theo suốt bất cứ bất động sản nào. Đó chính là vấn đề về pháp lý, quy hoạch, tranh chấp. Thì trên đường đi khảo sát ấy, thì Dương thấy một số khu vực người dân họ vẫn chưa chịu trả lại mặt bằng cho dự án, chứng tỏ là khu vực đó vẫn còn tranh chấp. Vậy thì để tránh những rủi ro về pháp lý kiểu như thế này ấy, thì mọi người có thể lựa chọn đầu tư những bất động sản tại các khu tái định cư mà con đường này đi qua hoặc là nằm cạnh đấy. Đó là hai rủi ro lớn nhất. Còn một yếu tố nữa, nhiều người cũng cho đó là rủi ro, thì Dương nghĩ đó không phải là rủi ro, nên là Dương đã đặt cái yếu tố đấy vào câu hỏi thứ tư. Và bây giờ thì chúng ta chuẩn bị di chuyển tới điểm cuối của con đường Quân Banh rồi. Đây hiện ra trước mắt mọi người đây. Ngay phía trước cái vũng nước này chính là điểm cuối của con đường Quân Banh. Điểm cuối của đường Quân Banh sẽ là giao cắt với đường liên phường của phường Nam Hải, quận Hải An. Sau đó thì kết nối với đường Vành Đai 3, chúng ta có thể di chuyển về phía cao tốc Hà Nội Hải Phòng để tới khu công nghiệp Đình Vũ, hoặc qua cầu Bạch Đằng để sang Quảng Linh, hoặc có thể di chuyển tới nút giao thông Tân Vũ để sang đạo Cát Hải. Tuy nhiên thì cả đường Vành Đai 3 và nút giao thông Tân Vũ thì cũng chưa hoàn thiện 100%. Khi đang tìm hiểu điểm cuối ở con đường Quân Banh thì Dương phát hiện ra ngay ở điểm cuối này đang có một dự án bất động sản với cái tên là khu đô thị Lam Hải, hay còn gọi là Lưu Phúc Lộc Horizon của công ty Địa ốc Phúc Lộc. Và Dương được biết là dự án này đã bắt đầu khởi động từ năm 2017 nhưng mà không thành công. Tuy nhiên thì tới thời điểm bây giờ, Dương lại thấy chủ đầu tư đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhìn khá là đẹp. Và không biết là có phải do họ đón được là con đường Quân Banh sắp đi vào hoạt động thì họ đã quay trở lại, họ khởi động lại cái dự án này hay không. Và Dương nghĩ rằng đây cũng sẽ là một dự án bất động sản có tiềm năng trong thời gian tới tại Hải Phòng. Tuy nhiên nó sẽ phù hợp với những nhà đầu tư như thế nào thì có thể Dương sẽ làm riêng một video về dự án này nếu mà mọi người mong muốn Dương làm điều đấy. Và quay trở lại chuyên mục tự hỏi tự trả lời thì Dương sẽ đi tới câu hỏi thứ tư và cũng là câu hỏi cuối cùng mà Dương muốn trao đổi với mọi người. Đó là có phải đường Quân Banh sẽ dành cho container chạy hay không? Mặc dù là chưa có thông tin chính thức nào quyết định cái điều này, nhưng rõ ràng là mục đích ban đầu con đường Quân Banh là để giảm tải giao thông cho khu vực nội thành và kết nối đường 10 với Đình Vũ, thì việc container chạy là gần như chắc chắn rồi. Và theo Dương được biết thì container sẽ chạy hai làn trong, còn các phương tiện cơ giới thô sơ thì sẽ chạy làn ngoài và được phân chia bởi 3 giải phân cách cứng. Tuy nhiên thì thời gian đầu chỉ có thể là đường Quân Banh giảm tải cho đường Nguyễn Văn Linh. Và nói tới đây thì lại có thêm những băn khoăn là vậy thì việc cấm hẳn
container chạy ở đường Nguyễn Văn Linh có hay không, thì việc này cũng chưa có thông tin chính xác nào xác nhận, mà chỉ đều dựa trên những phân tích cá nhân mà thôi. Và khi nào có đủ thông tin chính thống thì Dương cũng sẽ lại làm một video riêng về đường Nguyễn Văn Linh. Và một yếu tố nữa đó là đường ven biển Hải Phòng Thái Bình cũng sẽ giảm lưu lượng giao thông cho hai tuyến đường Nguyễn Văn Linh và đường Nguyễn Banh. Do đó thì chắc chắn rằng lưu lượng container di chuyển trên đường Nguyễn Banh sẽ không lần lượt như là đường Nguyễn Văn Linh hiện nay đâu. Và trước mắt mọi người thì chính là toàn bộ quang cảnh từ khu công nghiệp Đình Vũ rồi khu cảng biển của thành phố Hải Phòng, một trong những khu vực mà gọi là đầu tàu kéo nền kinh tế của Hải Phòng. Và kia là cây cầu Bạch Đằng nối Hải Phòng với tỉnh Quảng Ninh. Và vừa rồi thì là những tất cả những thông tin xung quanh con đường Nguyễn Banh mà Dương muốn chia sẻ với mọi người. Hy vọng là video này sẽ giúp cho mọi người có cách nhìn tổng thể hơn về tuyến đường quan trọng này. Nếu video này thực sự hữu ích thì mọi người hãy ấn like và đăng ký kênh Nhà Đẹp Đăng Dương. Dương sẽ cùng mọi người khám phá thêm những dự án của Hải Phòng để chúng ta cùng nhau chứng kiến sự thức dậy của thành phố đã ngủ quên bấy lâu. Và bất cứ ai cũng có thể xây dựng nội dung kênh Nhà Đẹp Đăng Dương bằng cách đóng góp các ý tưởng cũng như nhận xét hữu ích để Nhà Đẹp Đăng Dương ngày một phát triển hơn. Nhớ nha, người Hải Phòng là không lòng vòng.